Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 3 thân mến. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau tiếp tục chữa quyển bài tập tuần tiếng Việt lớp 3 tập 1 của cuốn sách Cánh Diều. Và trong video ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các em chữa bài tập tuần 6, đó là bài Niềm Vui Của Em. Phần đầu tiên sẽ là phần kiến thức trọng tâm. Trong tuần 6 này chúng ta sẽ được học các kiến thức trọng tâm như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ được học chính tả, đó là phân biệt chờ và chờ. Chúng ta sẽ học phân biệt vần en và vần anh. Tiếp theo chúng ta sẽ được học các từ ngữ về lễ Giáng sinh và các em sẽ được học cả về dấu hiệu nhận biết hình ảnh so sánh, từ so sánh, dấu gạch ngang và các em sẽ học viết về việc làm để chăm sóc bộ phận cơ thể. Thì đây là những phần kiến thức trọng tâm mà các em sẽ được học trong tuần 6. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần 2 là phần đọc hiểu luyện tập. Trong phần đọc hiểu luyện tập này các em sẽ lắng nghe cô đọc bài hát Đội Em Làm Kế Hoạch Nhỏ. Sau đó chúng ta sẽ dựa vào nội dung của bài hát để cùng nhau đi trả lời cho các câu hỏi ở phía dưới các em nhé. Bây giờ các em sẽ lắng nghe cô đọc bài hát một lần. Bài hát Đội Em Làm Kế Hoạch Nhỏ. Vui tung tăng hớn hở, em làm kế hoạch nhỏ, lượm giấy trồng cây, chi đội em có ngay, giấy thu về đây. Ơi là bao bướm bay, như con ong chăm chỉ, như chim non vui vẻ. Em làm kế hoạch nhỏ, bắt tay vào việc, em càng vui càng say. Bắt tay vào việc, em càng vui càng say. Hoa nghiêng nghiêng đua nở, đón chào các bạn nhỏ. Học tốt làm chăm, quen vượt bao khó khăn. Ước mơ dựng xây, nước Việt Nam sáng tươi. Bài hát của tác giả Phong Nhã. Sau khi các em đã lắng nghe cô đọc xong bài hát này rồi thì chúng ta sẽ dựa vào nội dung của bài hát để cùng nhau đi trả lời cho các câu hỏi ở phía dưới các em nhé. Câu 1. Chi đội của bạn nhỏ trong bài hát trên đang làm nhiệm vụ gì? A. Thực hiện kế hoạch nhỏ. B. Bảo vệ môi trường. C. Tham gia hội thao toàn quốc. D. Tham gia Tết trồng cây. Vậy để trả lời được câu hỏi số 1 thì chúng ta sẽ quay trở lại nội dung của bài hát để cùng nhau tìm ra câu trả lời các em nhé. Vui tung tăng hớn hở, em làm kế hoạch nhỏ, lượm giấy trồng cây, chi đội em có ngay, giấy thu về đây. Ơi là bao bướm bay, như con ong chăm chỉ, như chim non vui vẻ. Như vậy thì chi đội của bạn nhỏ trong bài hát đang làm nhiệm vụ gì các em nhỉ? À, chi đội của các bạn nhỏ trong bài hát đang làm nhiệm vụ đó là làm kế hoạch nhỏ. Vậy nhiệm vụ mà chi đội của các bạn nhỏ làm đó chính là làm kế hoạch nhỏ. Thì đây chính là câu trả lời cho câu hỏi số 1. Vậy câu trả lời cho câu hỏi số 1 ở đây chính là đáp án A. Chi đội của bạn nhỏ trong bài hát trên đang thực hiện kế hoạch nhỏ. Các em hãy khoanh tròn vào đáp án A giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 2. Khi tham gia kế hoạch nhỏ, các bạn đã thực hiện những công việc gì? A. Giúp đỡ chăm sóc người già yếu, khuyết tật. B. Tham gia trải nghiệm cuộc sống vùng nông thôn. C. Tham gia lượm giấy, trồng cây. D. Chăm sóc những loài động vật bị bỏ hoang. Để trả lời được câu hỏi số 2 này, chúng ta lại tiếp tục quay trở lại nội dung của bài hát để tìm ra câu trả lời. Vui tung tăng hớn hở, em làm kế hoạch nhỏ, lượm giấy, trồng cây. Như vậy thì khi tham gia kế hoạch nhỏ, các bạn nhỏ đã thực hiện các công việc. Đầu tiên đó là các bạn đã đi lượm giấy này. Công việc thứ hai là các bạn đã đi trồng cây. Thì đây chính là hai công việc mà các bạn nhỏ đã làm khi tham gia kế hoạch nhỏ. Vậy câu trả lời cho câu hỏi số 2 ở đây chính là đáp án C. Khi tham gia kế hoạch nhỏ, các bạn đã thực hiện những công việc đó là tham gia lượm giấy, trồng cây. Các em hãy khoanh tròn vào đáp án C giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 3. Tâm trạng của bạn nhỏ khi tham gia thực hiện kế hoạch nhỏ thế nào? A. Mệt nhưng rất vui vì bạn nhỏ đã làm được điều có ích. B. Bạn nhỏ rất vui, càng làm việc lại càng thấy hăng say. C. Bạn nhỏ rất chán nản vì công việc rất nặng nhọc. D. Bạn nhỏ không thích tham gia kế hoạch nhỏ vì rất tốn thời gian. Để trả lời được câu hỏi số 3 này thì chúng ta sẽ cùng nhau quan sát đoạn 2 của bài hát để tìm ra câu trả lời các em nhé. Em làm kế hoạch nhỏ, bắt tay vào việc, em càng vui càng say. Bắt tay vào việc, em càng vui càng say. Vậy thì theo các em, tâm trạng của các bạn nhỏ khi tham gia kế hoạch nhỏ là như thế nào các em nhỉ? Tâm trạng của các bạn đấy, càng bắt tay vào công việc thì các bạn đấy lại càng cảm thấy vui và càng cảm thấy say sưa với công việc hơn.
Như vậy thì chắc chắn rằng tâm trạng của các bạn nhỏ khi tham gia kế hoạch nhỏ đó là các bạn đấy cảm thấy rất là vui và cảm thấy hăng say với công việc này. Thì đây chính là câu trả lời cho câu hỏi số 3. Vậy câu trả lời cho câu hỏi số 3 ở đây chính là đáp án B. Tâm trạng của bạn nhỏ khi tham gia thực hiện kế hoạch nhỏ đó là bạn nhỏ rất vui, càng làm việc lại càng thấy hăng say. Các em hãy khoanh tròn vào đáp án B giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 4. Em có suy nghĩ gì về hoạt động làm kế hoạch nhỏ của các bạn trong bài? A. Các bạn làm được điều vô bổ, không có ý nghĩa. B. Các bạn đã làm một điều rất nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn với môi trường. C. Hoạt động làm kế hoạch nhỏ rất vui. D. Hoạt động kế hoạch nhỏ chỉ dành cho các anh chị lớn. Vậy thì các em có suy nghĩ gì về hoạt động kế hoạch nhỏ của các bạn nhỏ trong bài hát các em nhỉ? Mặc dù đây là một việc làm rất nhỏ, thế nhưng nó lại có một ý nghĩa vô cùng lớn, đó là nó sẽ góp phần bảo vệ môi trường. Như vậy thì câu trả lời đúng cho câu hỏi số 4 ở đây chính là đáp án B. Các bạn đã làm được một điều rất nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn với môi trường. Các em hãy khoanh tròn vào đáp án B giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 5. Em hãy dựa vào gợi ý trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 3 tập 1 cánh diều trang 43 để viết một trang nhật ký kể về cách em chăm sóc đôi mắt của mình. Với đề bài này, để viết được một trang nhật ký kể về cách em chăm sóc đôi mắt của mình thì đầu tiên chúng ta sẽ phải giới thiệu được bộ phận trên cơ thể mà chúng ta đã chăm sóc hàng ngày. Cô lấy ví dụ là đề bài đã đưa ra rằng viết một trang nhật ký kể về cách em chăm sóc đôi mắt của mình. Vậy thì chắc chắn là bộ phận trên cơ thể mà chúng ta chăm sóc đó chính là đôi mắt. Vậy thì câu mở đoạn bao giờ chúng ta cũng sẽ giới thiệu về đôi mắt của mình. Thì cô sẽ có câu văn như sau. Mỗi ngày em đều chăm sóc đôi mắt của mình rất cẩn thận. Như vậy là ngay ở câu mở đầu thì cô đã giới thiệu được bộ phận cơ thể mà chúng ta chăm sóc mỗi ngày, đó chính là đôi mắt. Những câu văn tiếp theo đó là chúng ta đã chăm sóc đôi mắt của mình như thế nào, hay là cách chúng ta chăm sóc đôi mắt của mình như thế nào. Đó là khi ngồi đọc sách, học bài em đều ngồi thẳng lưng. Ngoài ra mẹ thường đưa em đi kiểm tra định kỳ để tránh các bệnh liên quan đến mắt. Và kết quả của việc chăm sóc đó là gì? Đó là đôi mắt của em luôn sáng ngời. Như vậy, để chúng ta có thể viết được một trang nhật ký kể về cách em chăm sóc đôi mắt của mình thì đầu tiên chúng ta sẽ phải giới thiệu về bộ phận cơ thể mà chúng ta đã chăm sóc mỗi ngày đó là gì. Đó chính là đôi mắt của mình. Và cách chúng ta chăm sóc đôi mắt như thế nào, chúng ta sẽ viết từ 1 đến 2 câu để nói về cách mà chúng ta chăm sóc đôi mắt của mình. Và câu văn cuối cùng là kết quả của việc chăm sóc đôi mắt của mình là như thế nào. Nhờ việc chăm sóc đôi mắt đúng cách mà đôi mắt của mình luôn sáng ngời. Thì đấy là những cái gợi ý để chúng ta có thể viết được một trang nhật ký kể về cách em chăm sóc đôi mắt của mình. Và với các gợi ý này thì cô sẽ có một đoạn văn ngắn từ 3 đến 4 câu kể về cách em chăm sóc đôi mắt của mình như sau. Mỗi ngày em đều chăm sóc đôi mắt của mình rất cẩn thận. Khi ngồi đọc sách, học bài em đều ngồi thẳng lưng. Ngoài ra mẹ thường đưa em đi kiểm tra định kỳ để tránh các bệnh liên quan đến mắt. Nhờ vậy đôi mắt của em luôn sáng ngời. Thì đây chính là câu trả lời cho câu hỏi số 5. Như vậy, để hoàn thành được câu hỏi số 5 này thì các em hãy nhớ dựa vào các gợi ý mà cô vừa nêu, hoặc là chúng ta có thể dựa vào các gợi ý ở trong sách giáo khoa trang 43 và dựa vào đoạn văn mẫu của cô để chúng ta có thể tự viết cho mình một trang nhật ký kể về cách em chăm sóc đôi mắt của mình các em nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 6. Em hãy tìm các sự vật được so sánh trong đoạn thơ sau và cho biết từ so sánh được thay bằng dấu gì. Để trả lời được câu 6 này thì chúng ta cần phải nhớ lại kiến thức về so sánh. Cấu tạo của một câu văn có chứa hình ảnh so sánh đó là chúng ta sẽ có sự vật 1 cộng với đặc điểm so sánh, cộng với từ so sánh và cộng với sự vật 2. Vậy thì sự vật 1 ở đây chính là sự vật được so sánh. Sự vật 1 ở đây chúng ta được hiểu đó là sự vật được so sánh. Sự vật 1 chính là sự vật được so sánh. Tiếp theo chúng ta sẽ có đặc điểm so sánh. Các em có thể hiểu đặc điểm so sánh ở đây tức là những sự vật có một cái đặc điểm gì chung thì hai sự vật đó sẽ được so sánh với nhau. Đặc điểm so sánh là các từ ngữ chỉ đặc điểm của cả hai sự vật đó. Thứ ba là chúng ta sẽ có từ so sánh. Từ so sánh thì thường chúng ta sẽ có các từ đó là từ là này, từ như này, từ giống như, là những từ so sánh chúng ta thường bắt gặp ở các câu văn có chứa hình ảnh so sánh. Tiếp theo, cô sẽ có sự vật 2. Sự vật 2 ở đây chính là sự vật được dùng để so sánh. Sự vật 2 chính là sự vật được dùng để so sánh.
Sự vật 2 là sự vật được dùng để so sánh. Tức là chúng ta có thể hiểu là hai sự vật có nét tương đồng sẽ được so sánh với nhau. Cô lấy ví dụ như là cô sẽ có câu là quả dừa như đàn lợn con nằm trên cao. Vậy thì cô sẽ có sự vật 1 ở đây. Sự vật 1 ở đây chính là quả dừa. Quả dừa chính là sự vật 1. Sự vật 1 ở đây chính là sự vật được so sánh. Vậy thì quả dừa ở đây chính là sự vật được so sánh. Từ so sánh ở đây chính là từ như. Như ở đây chính là từ so sánh. Và tiếp theo cô có đàn lợn con. Đàn lợn con ở đây chính là sự vật 2, là sự vật được dùng để so sánh. Vậy câu văn này là chúng ta đang so sánh sự vật với sự vật, tức là chúng ta so sánh quả dừa với đàn lợn con. Vậy chúng ta thấy là quả dừa và đàn lợn con thì đều có cái nét tương đồng là tròn tròn, rất là đáng yêu. Như vậy thì với câu văn có chứa hình ảnh so sánh thì chúng ta sẽ đi so sánh hai sự vật có những điểm tương đồng với nhau. Và trong câu văn có chứa hình ảnh so sánh thì chúng ta sẽ có dấu hiệu nhận biết, đó là trong câu văn sẽ có từ so sánh là từ như, từ là, từ giống như hoặc là từ tựa như. Cô sẽ có một câu văn có chứa hình ảnh so sánh nữa, đó là đôi mắt em đen láy như hai hòn bi ve. Vậy thì ở đây cô sẽ có đôi mắt em. Đôi mắt em ở đây chính là sự vật 1. Đôi mắt em chính là sự vật 1, chính là sự vật được so sánh. Đôi mắt được so sánh với sự vật nào? Đôi mắt thì được so sánh với hai hòn bi ve. Hai hòn bi ve ở đây chính là sự vật 2, là sự vật được dùng để so sánh. Vậy thì đôi mắt của em sẽ được so sánh với hai hòn bi ve. Và đặc điểm để so sánh ở đây chính là đen láy. Đen láy ở đây chính là đặc điểm so sánh. Đen láy ở đây chính là đặc điểm so sánh. Và từ so sánh ở đây chính là từ như. Thì như vậy, đây chính là một câu văn có chứa hình ảnh so sánh. Thì các em chỉ cần hiểu đơn giản là câu văn có chứa hình ảnh so sánh, tức là hai sự vật có những cái nét tương đồng, có những cái đặc điểm tương đồng được so sánh với nhau. Và trong câu văn thì sẽ có từ so sánh là từ như, từ là, từ tựa như hoặc là từ giống như. Thì đấy chính là câu văn có chứa hình ảnh so sánh các em nhé. Vậy thì dựa vào kiến thức cô vừa nhắc lại thì chúng ta sẽ cùng nhau trả lời cho câu 6. Câu 6 cô sẽ có đoạn thơ như sau: thân dừa bạc phếch tháng năm, quả dừa đàn lợn con nằm trên cao, đêm hè hoa nở cùng sao, tàu dừa chiếc lược trải vào mây xanh. Như vậy ở đây nhiệm vụ của chúng ta là sẽ đi tìm các sự vật được so sánh với nhau. Đầu tiên là mình sẽ đi tìm các sự vật được so sánh với nhau này. Tiếp theo chúng ta sẽ cho biết từ so sánh được thay thế bằng dấu gì. Cho biết từ so sánh được thay thế bằng dấu gì. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm các sự vật được so sánh với nhau. Thân dừa bạc phếch tháng năm, quả dừa đàn lợn con nằm trên cao. Ở đây chúng ta thấy chúng ta sẽ có sự vật được so sánh với nhau, đó là quả dừa. Quả dừa thì được so sánh với đàn lợn con. Vậy thì sự vật đầu tiên được so sánh trong đoạn thơ này đó chính là quả dừa và đàn lợn con. Chúng ta sẽ gạch chân dưới từ quả dừa và đàn lợn con, thì đây chính là hai sự vật được so sánh với nhau. Đêm hè hoa nở cùng sao, tàu dừa chiếc lược trải vào mây xanh. Vậy thì sự vật tiếp theo được so sánh ở đây chính là tàu dừa được so sánh với chiếc lược. Như vậy trong câu 6 này chúng ta sẽ có các sự vật được so sánh với nhau, đó là quả dừa được so sánh với đàn lợn con, tàu dừa thì được so sánh với chiếc lược. Vậy thì từ so sánh trong đoạn thơ này đã được thay thế bằng dấu gì các em nhỉ? Đó là được thay thế bằng dấu gạch ngang. Như vậy từ so sánh trong đoạn thơ này đã được thay thế bằng dấu gạch ngang. Bình thường chúng ta sẽ có từ so sánh, đó là từ là, từ như, từ giống như hoặc là tựa như. Chúng ta sẽ có một câu đó là quả dừa như đàn lợn con nằm trên cao. Vậy thì dấu gạch ngang ở đây đã được vậy thì từ như ở đây đã được thay thế bằng dấu gạch ngang, thì chúng ta sẽ có câu là quả dừa đàn lợn con nằm trên cao. Câu trả lời cho ý số 2 đó là từ so sánh đã được thay bằng dấu gạch ngang. Như vậy thì câu trả lời cho câu hỏi số 6 đó là sự vật được so sánh ở trong đoạn thơ này đó là quả dừa được so sánh với đàn lợn con, tàu dừa thì được so sánh với chiếc lược, và từ so sánh trong đoạn thơ này đã được thay thế bằng dấu gạch ngang. Thì đây chính là câu trả lời cho câu hỏi số 6. Các em hãy ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 7. Em hãy điền các từ vào chỗ trống để tạo thành câu có hình ảnh so sánh. Ở đây chúng ta sẽ có sự vật 1 là cây gạo. Chúng ta sẽ có từ so sánh là từ như. Bây giờ chúng ta cần phải tìm sự vật 2 là sự vật
được dùng để so sánh. Vậy thì cây gạo sẽ được so sánh với sự vật nào? Cô lấy ví dụ như là cây gạo sẽ được so sánh với một tháp đèn khổng lồ. Vậy cô sẽ có câu văn có chứa hình ảnh so sánh, đó là cây gạo như một tháp đèn khổng lồ. Vậy thì cây gạo ở đây chính là sự vật một, là sự vật được so sánh. Như chính là từ được so sánh. Một tháp đèn khổng lồ chính là sự vật hai, là sự vật được dùng để so sánh. Tiếp theo cô có ý B, đêm ấy trời tối đen như. Vậy thì chúng ta thường sẽ có câu là tối đen như mực. Chúng ta sẽ có sự vật được dùng để so sánh ở đây chính là mực. Và cô có câu văn chứa hình ảnh so sánh hoàn chỉnh, đó là đêm ấy trời tối đen như mực. Tiếp theo chúng ta sẽ có câu C, cánh đồng lúa như. Chúng ta đã có sự vật một chính là cánh đồng lúa. Chúng ta có từ so sánh là từ như, chúng ta thiếu sự vật hai là sự vật được so sánh. Vậy thì sự vật được so sánh với cánh đồng lúa ở đây sẽ là một tấm thảm nhung vàng rực. Vậy cô sẽ có câu đó là cánh đồng lúa như một tấm thảm nhung vàng rực. Một tấm thảm nhung vàng rực. Vậy là chúng ta so sánh cánh đồng lúa với một tấm thảm nhung vàng rực. Sau khi chúng ta đã điền các từ còn thiếu thì chúng ta đã được ba câu văn có chứa hình ảnh so sánh như sau. Câu văn đầu tiên, cây gạo như một tháp đèn khổng lồ. Câu văn số 2, đêm ấy trời tối đen như mực. Câu văn số 3, cánh đồng lúa như một tấm thảm nhung vàng rực. Thì đây chính là ba câu văn có chứa hình ảnh so sánh. Các em hãy ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 8. Em hãy thực hiện các yêu cầu sau. Câu A, điền vào chỗ trống chờ hoặc chờ để hoàn thiện câu thơ sau. Ở ô trống đầu tiên thì cô sẽ điền chữ chờ. Khi cô điền chữ chờ thì cô sẽ có tiếng trời. Ở ô trống số 2 thì cô sẽ điền chữ chờ thì cô sẽ có tiếng chiều và cô sẽ có được hai câu thơ như sau. Thăm thẳm trời xanh lộng đáy hồ, mùi hoa thiên lý thoảng chiều thu. Thì đây chính là hai câu văn đã được hoàn thiện sau khi điền chữ chờ và chữ chờ vào ô trống. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang ý B. Chúng ta sẽ tìm ba từ chỉ sự vật có vần en và ba từ chỉ đặc điểm có vần anh. Vậy thì ba từ chỉ sự vật có vần en đầu tiên sẽ là con ốc sên. Ốc sên này, cô có tiếng sên, trong tiếng sên chứa vần en. Cô có sự vật tiếp theo đó là cung tên. Trong tiếng tên thì sẽ có chứa vần en. Cung tên ở đây thì sẽ dùng để bắn. Tiếp theo cô có từ rau rền. Trong tiếng rền thì sẽ chứa vần en. Như vậy là ba từ chỉ sự vật có vần en đó là ốc sên, cung tên và rau rền. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm ba từ chỉ đặc điểm có vần anh. Cô lấy ví dụ như là trông chênh. Cô sẽ có từ trông chênh và trong tiếng chênh thì sẽ có chứa vần anh. Từ thứ hai đó là từ mênh mông. Cô sẽ có từ mênh mông. Trong tiếng mênh thì sẽ có chứa vần anh. Và từ cuối cùng thì cô sẽ có từ lênh đênh. Trong tiếng lênh thì sẽ có chứa vần anh. Trong tiếng đênh cũng sẽ có chứa vần anh. Vậy thì chúng ta đã tìm được ba từ chỉ đặc điểm có chứa vần anh, đó là trông chênh, mênh mông và lênh đênh. Từ trông chênh ở đây các em có thể hiểu đó là một từ chỉ đặc điểm thể hiện rằng là không vững chãi hoặc là không ổn định và không có cái chỗ dựa nào đấy. Tức là mọi vật nó rất là trông chênh, không biết bấu vào đâu, không có chỗ dựa, không có điểm tựa thì sẽ được gọi là trông chênh. Tiếp theo cô sẽ có từ mênh mông. Mênh mông tức là một cái gì đó rất là rộng lớn và dường như là không có giới hạn thì sẽ được gọi là mênh mông. Tiếp theo cô sẽ có từ lênh đênh. Từ lênh đênh ở đây các em có thể hiểu đó là trôi bập bềnh ở trên mặt nước và không có hướng hoặc là không xác định được một cái hướng nhất định nào đấy thì sẽ được gọi là lênh đênh. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em chữa xong được hai câu hỏi ở bài tập số 8 rồi. Các em hãy nhớ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần 3, đó là phần nghe viết. Trong phần nghe viết này các em sẽ lắng nghe cô đọc bài thơ Đàn kiến nó đi như sau. Chúng em vào lớp, sóng bước hai hàng, chúng em ra đường, đều đi bên phải. Đẹp hàng đẹp lối, cô giáo khen ngoan, chẳng như loài kiến, rối tinh cả đàn. Thì đây chính là bài thơ Đàn kiến nó đi. Sau khi các em đã lắng nghe cô đọc bài thơ này rồi thì các em sẽ ghi lại, chép lại bài thơ này vào trong vở bài tập của mình. Khi chép thì chúng ta cần phải chép đúng chính tả, đúng thể thơ, đúng dấu câu và viết thật là nắn nót, thật là đẹp thì bài kiểm tra chính tả nghe viết của chúng ta ở trên lớp sẽ đạt điểm cao các em nhé.
Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần 4, đó là phần trao đổi sáng tạo. Cô sẽ có đề bài như sau. Dựa vào các bức tranh sau, em hãy kể câu chuyện về cách bảo vệ hàm răng. Ở đây cô sẽ có 4 bức tranh. Bây giờ các em sẽ cùng cô quan sát 4 bức tranh và lắng nghe cô kể lại câu chuyện về cách bảo vệ hàm răng như sau các em nhé. Bức tranh đầu tiên các em nhìn thấy là cả gia đình bạn nhỏ đang ngồi xem tivi và vừa xem thì bạn nhỏ đang cầm một túi bỏng ngô để ăn. Vậy thì cô sẽ có câu văn như sau. Em và bố mẹ thường ngồi xem tivi cùng nhau. Em thích nhất là chương trình bảo vệ răng miệng cho trẻ. Đánh răng thường xuyên sẽ giúp chúng ta có một hàm răng trắng sáng, khỏe mạnh. Như vậy thì lợi ích của việc đánh răng thường xuyên là gì các em nhỉ? Đó là giúp chúng ta sẽ có được một hàm răng trắng sáng và khỏe mạnh. Ông bà ta thường có câu, cái răng, cái tóc là gốc con người. Giữ gìn chăm sóc một hàm răng không khó, nhưng là việc không thể thiếu mỗi ngày. Nếu buổi tối không đánh răng trước khi đi ngủ sẽ khiến răng bị sâu, bị đau và phải đi nhổ. Vậy thì nếu buổi tối ăn cơm xong mà chúng ta không đánh răng thì sẽ gây ra hậu quả gì các em nhỉ? Đó là sẽ khiến cho hàm răng của mình bị sâu răng này, bị đau và chúng ta sẽ phải đi nhổ chiếc răng sâu đó đi. Lúc đấy chúng ta sẽ không xinh xắn đáng yêu nữa vì răng sâu nhổ đi sẽ không mọc lại đâu. Vậy nên thường xuyên đánh răng buổi tối trước khi đi ngủ và buổi sáng sau khi thức dậy, chúng ta sẽ có một hàm răng khỏe mạnh, thơm tho, ai cũng yêu, ai cũng quý. Thì đấy chính là cái cách mà chúng ta sẽ bảo vệ răng miệng hàng ngày. Như vậy, dựa vào 4 bức tranh trong phần trao đổi sáng tạo và dựa vào những phần gợi ý của cô thì các em hãy kể lại câu chuyện về cách bảo vệ hàm răng của mình các em nhé. Như vậy là cô đã hướng dẫn các em chữa xong được bài tập của tuần 6 rồi. Các em hãy nhớ ghi lại câu trả lời vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Ở video lần sau thì cô sẽ hướng dẫn các em chữa bài tập của tuần 7. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.